Kính thưa quý vị, quý bạn, trong tiết mục Thế giới quanh ta hôm nay, tôi lại trở lại với quý vị để cống hiến cho quý vị một số những cái bản tin. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị ba bản tin, một liên quan tới Việt Nam, một tại Hoa Kỳ và một của thế giới. Trong cái bản tin Việt Nam hôm nay đó, thì thưa quý vị, trong ngày hôm nay, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã xử cô Phạm Đoan Trang, một blogger, một nhà báo, với cái bản án 9 năm tù giam, với cái kết tội là cô đã gọi là tuyên truyền chống phá nhà nước. Chúng ta biết rằng cô Phạm Đoan Trang là một người đã tốt nghiệp về ngành báo chí, đã qua Hoa Kỳ du học, và rất nhiều những cơ quan truyền thông báo chí của Hoa Kỳ muốn cô ở lại làm việc, nhưng cô đã quay về nước để tiếp tục con đường đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Trong suốt thời gian mười mấy năm vừa qua, trước đó thì cô đã từng làm việc cho các cái cơ quan truyền thông của Nhà nước Cộng sản Việt Nam, nhưng cô đã nhận ra cái bộ mặt thật của Đảng Cộng sản độc tài tàn ác như thế nào. Do đó cô đã quyết tâm đấu tranh, và ngày hôm nay họ đã kết án cô rất nặng nề. Chúng ta nếu nhớ lại, cô Phạm Đoan Trang là cái người mà đã từng viết những cuốn sách. Trước nhất là cô đã viết cái cuốn Chính trị bình dân. Đây quý vị thấy cuốn Chính trị bình dân dày hơn 500 trang này là cô viết, nói về chính trị bình dân. Nhưng thật sự ra đây là một cái tài liệu, nếu những người nào muốn nghiên cứu chính trị ở Việt Nam cũng như trên thế giới nên đọc. Cái cuốn thứ hai trong cái loạt những cái cuốn sách nhỏ cô viết, thì trong ấy có cuốn Phản kháng phi bạo lực. Đây là cô đã đưa ra những cái cách thức để mà giúp cho những người đấu tranh ở trong chế độ Cộng sản Việt Nam sử dụng. Cái cuốn thứ ba là cái cuốn Cẩm nang nuôi tù. Và ngoài ra cô còn viết rất nhiều những bài bình luận, những bài phân tích, và đặc biệt là cái nhà xuất bản Tự Do, tức là xuất bản những cuốn sách này và những cái tài liệu khác. Do đó họ cần phải nhổ cái gai Phạm Đoan Trang đi bằng cách là đã bắt cô vào tù, và hôm nay cô nhận một cái bản án 9 năm tù. Nhưng cô là người rất kiên cường. Tôi xin đọc một cái đoạn mà cô phát biểu như thế này để quý vị thấy một người phụ nữ Việt Nam can trường như thế nào, và đã có những cái lời lẽ rất đọc lên rất là thâm thúy. Cô viết rằng, cô nói rằng, ngày hôm nay các anh chị kết án tôi, có thể bỏ tù tôi nhiều năm nhưng không sao cả, bởi vì như nhân vật Nguyễn Trãi trong vở kịch Bí mật vườn Lệ Chi đã nói, con thú có thể cắn chết con người nhưng vẫn là con thú. Con người mang trong mình lẽ phải, có thể bị sát hại vì lẽ phải, nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi vẫn là thiên chức của con người. Những bản án càng dài thì càng chứng tỏ bản chất độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ của Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Các anh, các chị có thể bỏ tù tôi và hà hê đắc thắng vì đã xóa bỏ được một cái gai trong mắt các anh chị nhiều năm nay. Nhưng mãi mãi các anh chị không xóa bỏ được tiếng xấu độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ, vì con thú mãi mãi là con thú. Nó không bao giờ có thể trở thành con người được. Đó là lời phát biểu của Phạm Đoan Trang, đáng cho chúng ta suy nghĩ. Đồng thời sau bản án, sau vụ xử Phạm Đoan Trang, thì tuần này và những tuần tới, trong từ nay đến cuối tháng 12, nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ đem ra xử anh Trịnh Bá Phương và cô Nguyễn Thị Tâm, tức là những người này đã đấu tranh cho Dân Oan, Dương Nội, cũng như Đồng Tâm. Rồi họ sẽ xử tới Nguyễn Nam Trung và nhà giáo Lê Trọng Hùng. Chúng ta sẽ theo dõi những cái bản tin rất là khắc nghiệt này đối với Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Chúng ta chờ xem phản ứng
của thế giới và đặc biệt của Hoa Kỳ sẽ nói gì, mặc dù hôm nay đã có rất nhiều những người phản, những cái nhà báo cũng như là những cái cơ quan bảo vệ nhân quyền đã lên tiếng để phản bác và đòi hỏi trả tự do ngay cho nhà báo Đoan Trang và những người tù nhân khác. Nhưng Đảng Cộng sản thì phớt lờ những chuyện đó. Đó là cái bản tin thứ nhất. Chúng ta rất đau buồn khi nhà nước Cộng sản Việt Nam đã đối xử với những công dân của họ, những người yêu nước chỉ phát biểu suy nghĩ của mình, lập trường của mình mà bị những bản án nặng nề như vậy. Thưa quý vị, cái bản tin thứ hai tôi muốn gửi đến những quý vị. Có lẽ những quý vị đã ở California thì chúng ta biết cách đây mấy tuần tôi đã nói tới cái chính sách giáo dục đẩy con trẻ của chúng ta đến những cái suy nghĩ sai lạc về lịch sử nước Mỹ. Ngày hôm nay, ở một số những cái học khu, đặc biệt là những học khu lớn như là Los Angeles, Oakland, Orange County, những học khu ấy, họ đã bắt đầu áp dụng cái cách thức gọi là chấm điểm không dựa trên cái thang điểm A, B, C, D, F nữa. Tức là những em mà thật giỏi thì sẽ được điểm A, và từ 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 xuống điểm D là cái điểm xấu, và F tức là fail. Thì bây giờ họ quyết định sẽ bỏ cái điểm D và điểm F, tức là không còn cái chấm điểm, cái thang điểm đó nữa. Với lý do là vì 2 năm qua dịch bệnh, thành ra những em học sinh không có hoàn tất được vấn đề làm bài hay là theo đuổi đầy đủ. Cái vấn đề thứ hai không phải nói chuyện đó. Vấn đề thứ hai, những nhà giáo dục khuynh tả người ta cho rằng là các em học sinh da đen và những em thiểu số đã luôn luôn không đạt được điểm cao như các em da trắng. Đó là một hình thức kỳ thị. Vì vậy bây giờ họ muốn xóa bỏ cái cách tính điểm, cách tính thang điểm như vậy để ai cũng ra trường. Nếu người ta áp dụng cách như thế này thì thưa quý vị, tôi là một nhà giáo đã từng dạy học ở Việt Nam. Nếu không có sự cạnh tranh, không có sự thi đua, không có sự cố gắng thì các em sẽ lười biếng. Thầy giáo cũng không cần quan tâm, cứ dạy và đứa nào thu thập được bao nhiêu thì kệ nó, và cuối năm vẫn cho tốt nghiệp, vẫn ra trường. Thì hỏi rằng nền giáo dục của nước Mỹ sẽ đi đến đâu, và con cái của chúng ta có còn cố gắng để làm bài, để học tập, để ganh đua, để mà đạt được điểm cao, để được chọn vào những cái trường danh tiếng, để học hỏi và có được những cái nhân tài cho đất nước nữa hay không? Đây là một vấn đề hết sức là nghiêm trọng. Do đó tôi đưa ra thông tin này. Và nếu California áp dụng cái này thì sẽ có rất nhiều những tiểu bang theo khuynh hướng, khuynh tả những nhà giáo dục theo cái khuynh hướng đó. Họ sẽ áp dụng ở những cái tiểu bang và những cái học khu khác. Thì nền giáo dục của Mỹ sẽ đi về đâu? Ngay bây giờ nếu mà người có những cái bản phân tích so sánh thì nền giáo dục của Mỹ, đặc biệt là môn toán, thì nước Mỹ đã đứng thứ 47, nếu không tới năm ngoái đứng thứ 47 nếu tính so sánh với các quốc gia trên thế giới, và còn thấp hơn nữa. Nếu cái cách áp dụng và cách dạy như thế này thì con cái của chúng ta sẽ như thế nào? Tôi đưa ra để quý vị theo dõi xem học khu của con cái quý vị có theo cái quy tắc mới này không, tức là không cần tính điểm trên cái report card nữa, và ai cũng đậu hết. Đây là một cái bản tin rất đáng cho chúng ta suy nghĩ. Cái bản tin thứ ba thì nó vui thôi. Chúng ta biết rằng đầu tháng 2 tới đây thì cái Olympic mùa đông sẽ được khai mạc tại Bắc Kinh. Nhưng mà tuần vừa rồi thì chúng ta được biết là Hoa Kỳ và 4 quốc gia khác, tức là gọi là ngũ nhãn đó, tức là Five Eyes, tức là 5 quốc gia mà nói tiếng Anh, gồm có Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada, Úc và Tân Tây Lan. 5 quốc gia ấy gọi là Five Eyes
nghĩa là những năm quốc gia nói tiếng Anh chia sẻ tin tức tình báo, năm con mắt đó, tức là năm quốc gia này có cái cam kết là chia sẻ tình báo chung với nhau, thì Hoa Kỳ đã lên tiếng là tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh năm 2022. Tiếp theo quyết định của Hoa Kỳ thì Úc, Canada, Tân Tây Lan và Anh cũng cùng nhau quyết định tẩy chay ngoại giao Olympic. Tẩy chay ngoại giao có nghĩa là gì? Có nghĩa là không gửi các cái phái đoàn, thí dụ như không gửi tổng thống hay là phó tổng thống hay là bộ trưởng ngoại giao hay là một cái viên chức cao cấp trong chính phủ đến đó để dự cái buổi khai mạc hoặc là cái buổi kết thúc của Olympic. Thì tất nhiên là bên phía Trung Cộng rất là cay cú cái chuyện này, và họ dọa là những quốc gia nào theo chân Hoa Kỳ mà tẩy chay thì Trung Quốc sẽ có những cái phản ứng, sẽ có những cách trừng phạt hết sức là nghiêm khắc. Cho đến nay thì chúng ta chưa biết có bao nhiêu quốc gia sẽ áp dụng cái này, nhưng cách mà tẩy chay ngoại giao nó không có ảnh hưởng gì nhiều, nó chỉ mang tính cách biểu tượng, tức là tôi chẳng đợi tới với anh trong cái ngày mà khai mạc Olympic đó, nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Bởi vì tẩy chay thì tẩy chay ngoại giao thôi, mà các cái phái đoàn lực sĩ, tức là những người vận động đó, vẫn được đưa đi, các huấn luyện viên vẫn đi, tức là vẫn tham dự để tranh tài tại Trung Cộng, và các cái đài truyền hình ở trên khắp thế giới họ vẫn tiếp tục truyền hình truyền tải những cái cuộc thi đấu ở bên tàu về cho cả thế giới xem, và họ vẫn thu được tiền bạc như những gì họ muốn. Do đó nói đến tẩy chay ngoại giao chỉ là một cái tính cách biểu tượng, có tính cách chính trị mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu và cứ như thế này thì Pháp chẳng hạn là một cái nước mà ngại ngùng để mà đưa ra cái quyết định tẩy chay, là vì năm 2024 thì bên Pháp cũng có tổ chức Olympic, và nếu bây giờ Pháp tẩy chay thì Trung Cộng sẽ tẩy chay 2 năm nữa, 3 năm nữa. Và như vậy đó thì cứ tẩy chay tiếp, và người ta này, và cả Âu Châu cũng đang chờ. Nhưng mà theo tôi suy nghĩ đó thì hầu hết các quốc gia sẽ không tẩy chay. Vì vậy mà cái việc tẩy chay của Hoa Kỳ nó không tạo được cái tiếng vang lớn. Bởi vì nếu như Hoa Kỳ mà tẩy chay mà có chừng 70-80 quốc gia, 100 quốc gia theo chân Hoa Kỳ mà tẩy chay đó thì cái ảnh hưởng nó mới lớn. Còn chỉ 5-7 quốc gia thôi thì tôi nghĩ là nó không có ảnh hưởng gì bao nhiêu. Đó là cái bản tin sau cùng mà tôi muốn đưa đến quý thính giả ngày hôm nay, quý khán thính giả ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và mong gặp lại quý vị trong những bản tin kỳ tới. Trân trọng kính chào.